càng sử dụng thức ăn trung thực với tự nhiên gần gũi trong cách trồng trong cách chăm sóc trong cách chế biến bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu nếu như chúng ta muốn có được cái sự bảo vệ tự nhiên thì chúng ta phải có ý thức tỉnh giác chúng ta phải quay về với mình thường xuyên hơn có mặt cho mình trọn vẹn hơn để biết rằng mình đang tồn tại như thế nào và mình đang cần được nuôi dưỡng hay là điều chỉnh chuyển hóa như thế nào thì trong cái đời sống của chúng ta thông thường mình chỉ chú tâm vào các cái thức ăn thô qua đường miệng của mình được gọi là đoạn thực hay là đoàn thực đó là cái mà chúng ta chú trọng nhiều nhất và khi chúng ta chiếu trọng vào cái phần này thì chúng ta lại nuôi về cái phần thân vật lý của mình, cái phần bên ngoài nhiều hơn. Mà chúng ta ít để tâm đến cái phần xúc thực là những phần ăn qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi, qua da, vân vân Và những cái phần thức ăn mình hơn là tư niệm thực, tức là những cái suy nghĩ, những cái cảm xúc, những cái cảm nhận, À, qua cái sóng điện từ, qua cái từ trường năng lượng xung quanh vũ trụ hay là ngay cả cái thức ăn khi mình ăn vào, mình có nhìn cái màu sắc, ngửi cái mùi hương, nếm cái vị cho đúng, hay là mình chế biến, mình thêm gia vị, thêm những cái màu mè làm cho nó bị mất đi cái tính tự nhiên của nó. Và cu và cuối cùng là cái phần thức thực. Cũng vậy, tức là cái ý thức nhận thức của mình về những cái sự nuôi dưỡng, về những cái quan hệ bên trong con người của mình, cũng như con người của mình với tất cả những cái đối tượng bên ngoài xung quanh mình, tức là những cái con người khác trong gia đình, trong xã hội, những cái môi trường xung quanh của chúng ta, chẳng hạn như cây cỏ, đất đá, không khí, từ trường, vân vân thì như vậy nếu chúng ta hiểu được rằng toàn thể vũ trụ này nó đều có sự bình đẳng hòa hợp thống nhất liên quan mật thiết với nhau hết cả thì tương tự như vậy bên trong con người chúng ta cũng thế nhưng mà hầu hết ngày nay của chúng ta thì chúng ta lại không hiểu những cái nguyên tắc này và không thực tập đúng cái việc nuôi dưỡng chúng ta không hiểu đúng cái nghĩa vô thường và ứng dụng đúng của nó vậy thì chúng ta biết rằng một lần nữa vô thường là một luật của vũ trụ nó nói lên rằng không có gì tồn tại mãi với thời gian cái gì muốn tồn tại cái đó phải được nuôi dưỡng vậy thì theo luật hấp dẫn hay là theo luật nhân quả theo luật bảo toàn năng lượng cũng vậy nếu chúng ta nuôi dưỡng đúng thì nó sẽ cho ra kết quả là đúng là tốt nếu chúng ta không nuôi dưỡng đúng thì nó sẽ không tồn tại đúng. Mà nếu cái đúng cái tốt không tồn tại thì cái không đúng không tốt sẽ tồn tại mạnh hơn, đó là luật bảo toàn năng lượng. Và khi mà chúng ta không nuôi dưỡng mình đúng thì cái tốt nó sẽ không được hấp dẫn chiêu cảm đến mà ngược lại nó sẽ bị đẩy ra xa đi. À, thành ra chúng ta thấy tất cả những cái luật này Nó đều quy về một mối và có mối quan hệ mật thiết với nhau hết cả Vậy thì trở lại để chúng ta phải cần có cái thời gian Một trong những cái yêu cầu mà chúng tôi thường nhắc đến Trong tất cả những cái bài học cũng như tất cả những cái ứng dụng Dù nó là tập luyện, ngồi bình yên hay là soi sáng trị liệu kể cả ngồi học lý thuyết thì chúng tôi đều nhắc là làm sao chúng ta phải tập quay trở về với mình tập có mặt trọn vẹn cho mình thường xuyên hơn và đúng nghĩa hơn và điều này cũng là điều sứ giả covid sứ giả covid đã nhắc nhở chúng ta bắt buộc chúng ta phải giảm thiểu cái việc quay ra bên ngoài, chạy ra bên ngoài. Phải không? Là chúng ta giảm bớt đi làm, giảm bớt đi chơi, giảm bớt ăn uống, giảm bớt mua sắm, giảm bớt vân vân và chúng ta phải quay về với gia đình của mình nhiều hơn. Quay về với bản thân của mình nhiều hơn. Và quay về để cảm nhận sự sống của mình nhiều hơn và dễ hơn quý vị thấy khi mà covid đến thì chúng ta hầu hết phải bị bắt buộc đeo cái khẩu trang bình thường chúng ta không cảm nhận cái hơi thở tự nhiên của mình bình thường chúng ta không quý trọng sự sống của mình và cũng không nghĩ rằng cái sự sống của mình nó quan trọng và nó được nuôi dưỡng như thế nào nó được duy trì như thế nào nhưng mà khi mà mình đeo cái khẩu trang vào thật ra không phải để phòng hộ covid đâu nó có thể đi xuyên qua Nó có thể đi qua tất cả những đường khác à, Chứ không phải chỉ qua đường mũi, đường miệng Và không phải là nó không đi qua được các cái lớp chặn của khẩu trang đó quý vị Kích thước của nhỏ Nó nhỏ còn bằng một phần trăm ngàn của hạt bụi mà mình không thấy được Khi mà mình quay về với cái nhận thức đúng đắn Là mình sẽ được bảo vệ một cách tự nhiên đúng luật của vũ trụ bằng các cái tầng năng lượng này của mình và nếu như khi mà chúng ta trở về đúng đắn như vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ có được một cái nhận thức đúng đắn là gì? Tức là chúng ta thấy cái ý thức của mình, cái nhận thức của mình, cái sự tỉnh giác, tỉnh thức của mình nó sẽ lắng nghe từ cái sự vận hành, từng cái hơi thở đi vào nó có thông suốt hay không. Khi mà mình hít thở với một cái bầu không khí mà nó trong lành, nó tươi mát thì chúng ta sẽ thấy con người mình nó nhẹ nhàng khi mình hít thở cái hơi thở thì sâu thì chúng ta thấy cái con người cái não của mình cái đầu của mình nó tỉnh táo nhưng mà khi chúng ta cũng hít vào một cái hơi thở nhưng mà nếu cái hơi thở này nó bị ô nhiễm thì chúng ta thấy nó sẽ tạo ra cái gì hoặc là nó làm cho mình nhảy mũi hắt xì hơi nó làm cho mình bị nước mũi chảy ra Nghe? hay là chẳng hạn như nếu mà chúng ta bị ô nhiễm hơn nữa thì chúng ta sẽ thấy mình bị viêm xoan bị nước mũi của mình nó hôi các cái chất dịch nhầy nó ra nó ra bên ngoài thì nó bắt đầu nó đi vào bên trong nó làm rối loạn đấy thì như vậy nếu mà chúng ta có được cái ý thức đúng đắn như vậy tỉnh giác như vậy thì mình nhanh chóng phát hiện những cái gì sai lầm trong đời sống của mình từ cái môi trường từ thức ăn thức uống và mình nhanh chóng mình thay đổi để mình bảo vệ chính mình mà nếu khi chúng ta đưa cái thức ăn vào cũng vậy. Khi chúng ta đưa cái thức ăn vào mà nếu chúng ta biết cách chọn cái thức ăn. Quý vị nghĩ rằng chúng ta có thể sống mạnh khỏe được hay không? Nếu chúng ta chọn những thức ăn là những thức ăn chết và những thức ăn độc. Chúng ta có thể có được đời sống bình yên, cân bằng hay không? Nếu chúng ta đưa những thức ăn vào toàn là những thức ăn trái tự nhiên. Mình xem lại thử coi Cái nguồn nước uống của mình đâu cũng bị ô nhiễm hết Cái nguồn thức ăn của mình Hầu hết các cái nguồn lúa của mình Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ Thuốc tăng trưởng, kích thích tố Nha. Chúng ta lai tạo Rồi chúng ta làm những cái nó trái mùa Chúng ta dùng kỹ thuật di truyền Chúng ta làm cho nó mất cái hạt làm cho cái chất đường nó gia tăng làm cho cái lớp hàng rào bảo vệ tức là cái lớp vỏ của nó mỏng đi tức là mình tạo hết tất cả những cái mình có thể được mất cân bằng theo cái lòng tham của mình rồi mình lấy cái đó mình nuôi dưỡng mình thì làm sao mà mình có được những cái cân bằng những cái đúng đắn quý vị thấy chưa đó mới là cái thức ăn đoạn thực thôi kế đến là cái phần thức ăn xúc thực cũng vậy màu sắc thì bây giờ nếu mà mình dùng kỹ thuật gen di truyền cũng vậy yeah chúng ta thay đổi hết cái hương vị, chúng ta thêm gia vị, thêm màu sắc, thêm phẩm màu, thêm bao nhiêu thứ kích thích tố trong đó. Rồi chúng ta nghe nhạc, ha, chúng ta xem phim toàn là những cái bạo động, toàn là những cái khổ đau, toàn là những cái năng lượng tiêu cực. Chúng ta sử dụng sóng điện từ trường một cách sai lầm. Đấy, thì như vậy chúng ta thấy rằng nếu chúng ta đem những cái thức ăn này vào để chúng ta nuôi dưỡng mình hàng ngày, thì liệu nó có thể đem lại cái kết quả tốt đẹp cho mình chưa? Rồi bây giờ chúng ta lấy những cái khổ đau, tất cả những cái con vật hiện nay trên thế giới 90 đến 95% đều được nuôi một cách rất là sai lầm. Trái thời gian, trái loại thức ăn, căng thẳng, út ức, bực bội, mất cân bằng. Vậy thì chúng ta dùng cái khổ đau, dùng cái chết chóc để nuôi dưỡng mình. Vậy thì mình có thể nào có được cái sự sống tươi mát, cái sự bình an, cái sự hạnh phúc, cái sự hòa hợp hay không? Thưa quý vị không. Nha. Nếu chúng ta nhìn lại từng cái con vật mình nuôi, từng cái cây trái mình trồng, và mình nghĩ mình là cái con người thông minh, mình tạo ra được những cái trái cây trái mùa, mình tạo ra được những cái trái cây không có hạt nó quá ngọt nó quá to rồi mình ăn mình phung phí mình gọt vỏ mình bỏ mình lấy lý do vì nó nhiễm chất độc hay là nó có thuốc bảo quản nhưng thưa quý vị cái thuốc nó thấm xuyên qua đất nó thấm xuyên qua môi trường nó đi vào trong từng tế bào của rau củ quả và tận cái hạt luôn chứ nó không phải chỉ nằm ở cái lớp vỏ bên ngoài đâu thành ra chúng ta chỉ thích cái gì mà mình làm và mình nghĩ rằng mình thông minh cũng vậy Thành ra chúng ta thấy rằng nếu như mình không có những cái ý thức này để mà thay đổi cái việc nuôi dưỡng của mình trong đời sống thì mình sẽ không có được cái trật tự đúng đắn và cái cách bảo vệ mình đâu. Còn nếu như mình quay trở về, mình nuôi dưỡng mình bằng những cái thức ăn đúng từ cái thức ăn sống, thuận với thiên nhiên, không có hóa chất độc, không bị làm dụng, không bị ức hiếp, không có cái độc tố. Khi chúng ta sử dụng, chúng ta trân quý chúng ta tiêu thụ vừa phải ngay cả cái khi mà quý vị sử dụng một cái thức ăn mà nó không được gọi là hoàn toàn tốt nhưng mà chúng ta sử dụng với cái ý niệm trân quý với cái sự tỉnh giác với cái sự chuẩn bị thì nó cũng sẽ giúp cho mình chuyển hóa lấy ví dụ như khi chúng ta tiêm chủng vaccine là gì là chúng ta đưa những cái gọi là độc tố hay là cái mầm bệnh cái có khả năng gây bệnh vào để kích hoạt cái hệ miễn dịch mình lên à, tương tự như vậy những cái thuốc điều trị cũng vậy nó là những cái chất độc chứ nó đâu có phải là những cái chất dinh dưỡng nếu chúng ta biết cách sử dụng những chất độc một cách tỉnh giác đúng đắn thì nó sẽ đem lại cái lợi ngược lại nếu chúng ta không có ý thức tỉnh giác không trân quý thì những thứ rất bình thường trong đời sống của mình là thức ăn thức uống tạo ra bệnh lý và điều này rất rõ ràng là chúng ta thấy những cái bệnh rất phổ thông càng ngày nó càng lan tràn và gia tăng không phải cho người lớn và cho cả trẻ em. Bệnh đường cao, mỡ cao, máu cao, dư, cân nặng, mất ngủ, căng thẳng, vân vân Tất cả đều từ cái đời sống ăn uống và sinh hoạt của chúng ta hết cả. Vậy thì trở về nếu như chúng ta muốn có được cái sự bảo vệ tự nhiên thì chúng ta phải có ý thức tỉnh giác chúng ta phải quay về với mình thường xuyên hơn có mặt cho mình trọn vẹn hơn để biết rằng mình đang tồn tại như thế nào và mình đang cần được nuôi dưỡng hay là điều chỉnh chuyển hóa như thế nào và nếu chúng ta không có những nguồn thức ăn những nguồn năng lượng tự nhiên sạch sẽ tươi mát để tiếp tục nuôi dưỡng mình thì đừng bao giờ mong những cái điều tốt đẹp đó tồn tại bởi vì không có gì tồn tại mãi với thời gian Cái gì muốn tồn tại Cái đó phải được nuôi dưỡng Vậy thì chúng ta phải chọn những cái thực phẩm à, Chúng ta phải chọn những cái thực phẩm nào Mà cho nó thịt sạch, thịt tốt Theo cái khả năng của chúng ta có Rồi khi mà chúng ta có cái thực phẩm đó rồi Chúng ta chế biến cũng vậy Quý vị phải chế biến cách nào mà càng đơn giản nhất Càng trung thực nhất bây giờ khi chúng ta chế biến một cái củ cà rốt một cái bông cải xanh một cái miếng bí đỏ quý vị thấy nếu chúng ta chế biến nấu nướng đúng thì nó sẽ biểu hiện cái màu sắc của nó là tươi đẹp nhất cái hương vị của nó là chuẩn mực nhất thơm tho nhất nhưng mà khi mình nấu mình phối hợp quá nhiều mình thêm gia vị thì nó sẽ mất đi cái màu sắc tươi đẹp của nó nó sẽ mất đi cái hương vị tự nhiên của nó và nó sẽ trở nên rối rắm vậy thì mình đang dùng cái chân thực cái tự nhiên cái tốt đẹp để nuôi dưỡng để duy trì sự sống chân thực đơn giản tốt đẹp của mình hay là mình đang dùng cái rối rắm ha, cái cầu kỳ cái không chân thật nếu như mình lên những cái đó mình nuôi dưỡng thì mình sẽ được biểu hiện ra là cuộc đời mình nó rối rắm nó không chân thật nó không tốt đẹp Nó không còn cái sống à, Chưa kể nói là mình sử dụng thức ăn động vật Không có một cái con vật nào Mà đến giờ phút cuối của cuộc đời Mà nó sẵn sàng Nó bước lên cái thớt Hay là nó bước vào cái nồi của mình hết Nó luôn luôn phải dãy dùa Phải vùng vẫy Phải đấu tranh cho cái sự sống còn của nó Vậy thì chưa biết là cả cuộc đời Nó sống như thế nào Nhưng mà đến giờ phút cuối của cuộc đời nó Nó luôn luôn phải vật lộn với sự sống vậy thì chỉ ngay cái phút giây đó không thôi nó đã tạo ra biết bao nhiêu cái nội tiết tố biết bao nhiêu cái năng lượng tiêu cực và mình đem cái đó vào mình nuôi dưỡng mình vậy thì mình có đem vào để nuôi dưỡng cái sự bình an có trân quý sự sống hay không thì đó là những cái mà chúng ta cần phải hiểu và cần phải quan tâm và phải thực hiện chứ còn nếu mình muốn rằng cái con người của mình được bình an được khỏe mạnh được tự nhiên mà mình tiếp tục mình cái nuôi dưỡng bằng những cái thức ăn rất là sai lầm rất là khổ đau rất là động địa thì đừng bao giờ mong mà nó có những cái điều tốt đẹp ra cho mình hết cả và một lần nữa quý vị thấy trong lịch sử của chúng ta hàng trăm năm qua thậm chí có khi là gần cả một ngàn năm chưa có một cái trận đại dịch nào mà nó đi xuyên suốt cả thế giới từ nước nhỏ đến nước lớn từ đông sang tây từ bắc xuống nam như lần này, đây là gì? Sự bình đẳng tuyệt đối là quy luật vận hành của vũ trụ để đừng nghĩ rằng anh là cái con người thông minh mạnh mẽ, khôn ngoan và anh có thể đàn áp, ức chế, anh có thể tàn phá hủy diệt môi trường, anh coi thường hết tất cả mọi loài khác. Dù là một cái con vật không phải là hoàn chỉnh, nên nhớ virus nó không phải là một sinh vật hoàn chỉnh và thậm chí nó cực nhỏ. Nó nhỏ gấp trăm ngàn lần so với hạt bụi nhỏ nhất mà chúng ta có thể thấy được. Nhưng mà nó mang một cái thông điệp xuyên suốt cho cả thế giới, cho tất cả các nền văn hóa, cho tất cả các ngành nghề và cho tất cả hết mọi đẳng cấp, giai cấp trong xã hội. Vậy thì đây nói lên gì? Rất nhiều bài học chúng ta cần phải học. Chúng ta cần phải tỉnh giá. Nếu như chúng ta chưa học được cái bài học này, 2 phần 3 dân số thế giới mà chưa học được bài học này thì chúng ta cứ tiếp tục phải khổ đau phải chịu đựng phải vật lộn và chúng ta cứ tiếp tục phải chiến đấu à, vậy thì trở lại là làm sao để chúng ta nuôi dưỡng mình trong đời sống hàng ngày đây thứ nhất là chúng ta cố gắng sử dụng cái thức ăn nào càng tự nhiên bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu và nếu những ai mà còn sử dụng thức ăn động vật đặc biệt trong giai đoạn này thì chúng ta cố gắng loại trừ nó ra khỏi cái menu cái 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 chế độ ăn của mình à. ngay cả khi mình có khả năng tìm được nguồn thức ăn hoàn toàn sạch và tự nhiên thì trong giai đoạn này chúng ta cũng không nên sử dụng các loại thức ăn động vật bởi vì như chúng tôi nói quý vị tức là thức ăn động vật sẽ chiêu cảm và hấp dẫn những con virus này đến nhanh hơn là thức ăn thực vật thứ hai thức ăn động vật là nó phải đấu tranh vật lộn cho sự sống của nó nó sẽ bất an căng thẳng ở giờ phút cuối khi nó phải lìa cuộc đời của nó vậy thì nếu chúng ta không muốn mình và những người xung quanh mình tiếp tục bị căng thẳng khổ đau vì cái dịch bệnh này thì chúng ta đừng tiếp tục tạo ra những cái năng lượng khổ đau cho những loài xung quanh và dĩ nhiên tất cả mọi loài đều có cái niềm đau nỗi khổ hết cả nhưng mà những loài sinh vật càng lớn bao nhiêu thì cái nhận thức cái ý thức cái xúc cảm của nó càng mạnh bấy nhiêu à, những cái cây cái cỏ cái hoa lá nó vẫn có cái cảm xúc nó vẫn cảm nhận được cái từ trường tích cực tốt đẹp của mình nó vẫn bị héo bị buồn khi mình không chăm sóc hay khi mình cắt nó nhưng mà nhanh chóng sau đó mình ngâm vào nước mình bỏ vào đất thì nó vẫn có thể tươi lại nó vẫn có thể mọc ra một cái cây khác một cái nhánh khác cho mình nhưng mà cái con vật khi mình cắt mình giết rồi mình không có đem vào phòng mổ để mà mình may mình khâu mình làm hô hấp nhân tạo cho nó sống lại được đâu vậy thì cái thức ăn của chúng ta phải làm sao trong giai đoạn này chúng ta phải loại trừ cái thức ăn động vật ra khỏi cái bữa ăn của mình và dĩ nhiên đó là điều tốt nhất và khả năng của mình thực tập như thế nào thì tùy và chúng ta nên nhớ luật vũ trụ là luật nhân quả không sớm thì muộn mình cũng phải gặp những cái hậu quả đó đối với những người đã sử dụng được thức ăn thực vật thì chúng ta cũng vậy chúng ta sẽ cố gắng làm sao sử dụng một cách tỉnh thức để sử dụng làm sao hạn chế bớt tất cả những cái sản phẩm thực vật nào không tự nhiên à, không tự nhiên và chúng ta phải cố gắng sử dụng toàn phần. Tại vì vũ trụ này nó có sự bình đẳng, nó đều có mối quan hệ mật thiết với nhau hết, đừng bỏ phần này mà lấy phần kia theo cái sở thích của mình hay theo cái nhận thức của mình. Đó là một lần nữa là nàng Covid này mang cho chúng ta rất nhiều thông điệp và một trong những cái thông điệp căn bản dễ dàng nhất là sự bình đẳng tuyệt đối. À. Vậy thì đó là những cái phần mà chúng ta nuôi dưỡng bằng thức ăn thô càng sử dụng thức ăn trung thực với tự nhiên gần gũi trong cách trồng trong cách chăm sóc trong cách chế biến bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu và khi mà chúng ta sử dụng đúng như vậy chúng ta có thêm được một cái nguồn kế tiếp để hỗ trợ cho mình là gì vitamin muối khoáng và khoáng vi lượng tại vì khi mà mình nấu mình chế biến nhiều quá mình thêm gia vị nhiều quá thì những cái này nó sẽ mất hết vậy thì cái thức ăn của chúng ta chất bột chất đạm chất béo có tốt cách mấy có đúng cách mấy mà nó không có vitamin muối khoáng và khoáng vi lượng thì nó cũng sẽ không chuyển hóa ra năng lượng cho chúng ta được và cuối cùng nó cũng trở thành rác và chất thải để nuôi dưỡng những con vi sinh và nó sẽ làm hại chúng ta. Kế đến khi chúng ta sử dụng thực phẩm thực vật một cách đúng đắn thì chúng ta còn được một cái nguồn năng lượng sống, năng lượng mặt trời, năng lượng chuyển hóa và chính cái nguồn năng lượng này là cái đã giúp nó chuyển những cái gọi là chất thải, những cái chất của con người và động vật thải ra thì chính cái nguồn năng lượng này nó mới giúp chuyển những cái xấu đó thành ra cái tốt cái dinh dưỡng cho mình. Chính những nguồn năng lượng này nó mới tạo ra cái năng lượng sống. Vậy thì khi chúng ta sử dụng cái nguồn thực phẩm thực vật, chúng ta cũng phải biết cách chế biến phối hợp để làm sao mình lấy được cái nguồn năng lượng tinh này, nguồn năng lượng mình này thì đó là lý do tại sao chúng ta sử dụng cái phần xúc thực, phải quan sát được cái màu sắc, phải ngửi được cái mùi hương, phải nếm được cái vị trung thực của nó, phải có sự trân quý, phải có sự gìn giữ, phải có cái sự sử dụng một cách đúng mức, vừa phải không lạm dụng. Thì nếu chúng ta sử dụng được như vậy thì chúng ta sẽ thấy cái thức ăn này nó sẽ đem cái năng lượng sống vào cho mình, đem cái năng lượng tích cực đem cái năng lượng chuyển hóa chuyển hóa từ những cái chất thải từ những cái ô nhiễm từ những cái không tốt đẹp để thành cái tốt đẹp thành ra cái sự sống thì tất cả những cái này là chúng ta đều qua cái nguồn thức ăn và khi mà chúng ta sử dụng cái nguồn thức ăn đúng đắn như vậy thì nó sẽ chuyển hóa nó sẽ chuyển hóa được gần hết từ ở bên ngoài cho tới bên trong tế bào của chúng ta nó sẽ không tạo ra cái chất thải nó sẽ không làm cho cơ thể của chúng ta phải sử dụng cái năng lượng để thải rác và thải những cái sản phẩm phụ ra quá nhiều và nó sẽ trở thành một cái vòng khép kín. kế đó là chúng ta đến cái nước uống cũng vậy chúng ta sẽ dĩ nhiên là quý vị thấy covid này đến cũng nhắc cho chúng ta bớt đi cái bàn tiệc bàn nhậu rượu bia, thấy không? đấy thì như vậy cái thức uống của chúng ta là tránh xa hoàn toàn những cái rượu bia nó không phải chỉ độc hại cho cơ thể vật lý sinh lý của chúng ta mà nó còn làm tổn hại cái tâm thức cái nhận thức cái trí tuệ của mình nữa vậy thì tất cả những cái loại nước ngọt có ga những cái loại nước kích thích thì chúng ta cũng sẽ giảm tối thiểu hay là đừng sử dụng tới nó thì mình mới có được cái sức khỏe có được sức miễn dịch mạnh mẽ của mình nếu bạn biết những con người mô hình dự án tử tế hãy kết nối với chúng tôi để chấp cánh cho điều tử tế bay xa bạn nhé bạn có thể xem video ở phía bên tay trái nhấn nút theo dõi kênh ở bên tay phải và đừng quên bật thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất của genet